Thưa quý vị và các bạn, sống ở trên đời, ai ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Tuy nhiên, vì những nghịch cảnh éo le của cuộc sống mà việc đến trường đối với nhiều em nhỏ lại là những điều khát khao. Tuy nhiên, không vì thế mà các em đầu hàng số phận, nhiều em đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để vươn tới ước mơ của mình. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi như vậy. Ngôi nhà nhỏ xuống cấp này vẫn là nơi đi về của 5 thành viên gia đình em Nguyễn Thị Thanh Thảo, lớp 9 trường Nguyễn Trường Tộ, xã E Hờ Đinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo, cách đây 3 năm ba em lại bị bệnh thoát vị đĩa đệm, teo cơ tứ chi, khiến gia đình em như rơi vào ngõ cụt. Thì mình ốm đau nên nằm liệt giường, còn mỗi mình vợ, vợ thì nhiều khi là cũng đi làm cũng lo, cũng chỉ được bữa nay bữa mai thôi chứ còn cũng không lo được đầy đủ hết được. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không thể dập tắt niềm khát khao học tập của cô trò nhỏ này. Thay vì mặc cảm về bản thân, em lấy đó làm động lực để vươn lên. Em thương ba mẹ em thương em thương cả gia đình em. Nên em rất là cố gắng trong cái việc học hành và trong cái việc gia đình. Để mình ước muốn sau này mình trở thành một người tốt, một người có học thức đầy đủ để giúp gia đình đỡ vất vả hơn. Không có nhiều thời gian để học, nên ở trên lớp, Thảo luôn tập trung vào bài giảng của thầy cô, mượn tài liệu về tham khảo buổi tối. Với sự cố gắng của mình, 9 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học vừa qua em còn đạt giải 3 môn địa lý cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh. Tài sản lớn nhất của gia đình em là những tấm giấy khen dán kín hết cả một góc nhà, là nơi em gửi gắm ước mơ thoát khỏi cái nghèo, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ.